Ok, chào mừng quý vị các bạn đã đến màn ảnh của Bonbon. Hôm nay Bon tiếp tục làm game đây là mobile. Cho Bon một sự ủng hộ quý vị các bạn với video của Bon. Nhớ đừng quên comment và sub để ủng hộ kênh nhé. Và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của Bon. Ok, và vẫn như thường ngày thôi. Mình vẫn cứ ở nhà quen thuộc. Logo với lại Bon. Vâng, chúng ta hình như là có tầm 2 team, 3 team gì đó. Sao mình không có không? Mình không có. Đâu, đã nhà được khỏi chứng kiến nhau. Con mẹ. Úi giời ơi. Xít ra đi cho mẹ thoát. Con mẹ nó dập. Đồng lắm. Cho xin máu coi. Ui giật. Có hack sao ạ? Có được những cái băng vệ sinh với một cái nhà là ai vậy? Cuộc sống đã ấm cặp lắm rồi. Cần mãi ăn bắn vào cần sắt như ghê. Cứ bị đánh nó đã. Để giết nó gây thật. Có nước lại bú lại được bắn nhau rồi. Để có nước rồi.
Xế mua mất chó. Ui. Không hết đạn rồi thật. Chắn nó nhìn thấy mình. Thằng lính này. Thằng hai chạy đi chạy bốn để bắt mà. Thế thì còn nữa, còn thằng nữa này không phải. Rồi bỏ thì có thằng bắn bắn chắc là nó tin nó chết hết rồi, rồi nó ao nó luôn bắn thì không hết bạn bạn cướp đấy. Sợ thật, nếu có thằng như thế thì em chịu đấy. Và thịt bò bắn rồi đây mẹ chậm rồi. Ui giời. Cũng xa lên rồi bắt có cờ. Thank you.
xe khác bắn như nó thì nó có thể cover. Cần lại nhựa ăn đây nó cho là dễ không lại dính đạn. Ngan nghèo vậy chứ đạn vậy. Chín người lại thôi. Quá người nữa. Ta chỉ tám một lô. Đây là đây là xoài đấy. Bán AK nhỉ. Hai chín đây luôn ạ. Bắt. Không có cốt thì vẫn cứ không có nào này nó sát à. Cho xin cốp này nhỉ. Chặn chôn mình rồi. Đó là đó. Chưa xấu vãi nhỉ. Không cốt.
làm gì rồi? Không, không, không. Thì bắn gì đây? Đéo biết được. Cho mình bắn gì đây? Đeo mà chỉ ăn tâm một lô cốt à, sao điểm kia đánh ra rồi bốn lần nữa thôi, nếu một tim thì có bạn. Đến bạn này đâu chắc không nhà thôi. Cảm ơn con cốt đấy. Tám thôi. Ngon. Còn hai người thôi. Bây giờ mình đi đây. Này là nhớ đâu đi. Mình làm bên kia, mình nhà dưới đây.
chuẩn kỳ vãi cứt. Ta slow đấy. Các bạn ở trong nhà đang còn một thằng nữa tìm lại luôn ạ. Mỗi thằng là mỗi bạn hơi đen, mình trông cái thính này ngoặt gông. Giờ thấy bạn già, bạn rất tốt, mình tự giới thiệu đây phải không? Ít tỏ để nắm bố, mình tưởng thế nào? Ok, cảm ơn quý vị các bạn đã xem video mình nhé. Nhớ like và subscribe ủng hộ kênh cho mình nhé. Ok.